Đúng rồi, 2 cây. Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Chim Cảnh Các Cảnh của em. Hôm nay mời các bác đi câu. Hôm nay em đi câu dã ngoại cùng với bố vợ các bác. Đây có một cái ao nhỏ gần nhà bố vợ. Sang đây câu giải trí một lúc các bác. Không biết là có cá gì không các bác. Nhìn thì thấy toàn rô phi thôi. Ra đây giật một chút giải trí các bác nhá. Chào anh em nhá. Đây các bác này, nhìn ao này. Ao tương đối là nhỏ thôi các bác. 3m6 là cũng vừa đấy. Cá rất nhiều, không biết là cá to hay cá nhỏ ha. Thả xuống là lụm liền. Lên 2 con các bác. Lên luôn. Này rất khỏe các bác ơi. Rô phi. Đây bố vợ được một con, được một con luôn. Ao này rất nhiều rô phi nữa. Con này cũng to đấy các bạn ạ, cá chim nhá. To lướt sóng rồi các bạn. Mà to. May được trải nghiệm sức mạnh của cái cần, mình review đây các các bác nhá. Toàn đóng ra ngoài. Cái này là bố mắc một mồi đấy, nó ăn được, cái mồi kia. Rồi, ăn mồi kia, mồi này đóng ngoài. Giờ coi nhờ cái lưỡi thứ hai thôi. Đi. Thấy chưa? Em muốn ăn được cái vừa. Toàn rô phi. Toàn rô. Có cá thả cá khác không ạ? Có thả cá khác không? Cá rô phi này còn to này, cá phi này còn bắt đầu vừa đây là rô phi này. Còn này, con này còn to này. Ok. Chắc chắn là cái cần này nó có thể nhấc qua được, nhưng mà mình sợ nó tuột, nó có mép mớm mớm. Cái vợt sẽ chắc ăn nhỉ. Rô phi to. Đây còn 7-8 con mà phải kéo phải cả 2-3 cân rồi các bạn, 2 cân rồi. Tiếp tục là rô phi các bác.
tiếp tục là đô phi các bác. Sâu cái này lúc nó thì hết cái ao cá này bác. Nó bé, cá này còn chưa chạm lưỡi câu bao giờ, không biết sợ. Đô phi thôi. Mời các bác. Cố phân đi nhau. Đi nhau rồi. Gặp đùa ra một cá. Rô phi nhiều lắm. Toàn rô thôi. Đây các bạn, toàn rô phi. Chưa đã mua còn một con cá chim à? Hôm nay mang dây rủ đi đánh cá chim chứ. Động con cá chim mới sướng, cá này vẫn còn bé. Tầm đấy. Có chấm đen nữa chú. Cái này hay đấy. Đó là săn được con gì to không? Vẫn là rô phi đó. Chưa gặp hàng. Buồn quá rồi. Rô phi to thật. Bắt con đấy thì ổn luôn. To thế. Con này mới thích. Đồ phi khủng đó đây. Cuối cùng đã săn được một em. Xong. Rồi, đốt một cặp mồi đã là về rồi quá. Câu thế là đủ rồi quá.
giật cá tí cho nó sướng. Tê tay. Cái chỗ này không phải chinh phục hay là săn hàng gì. Có quá nhiều cá. Rồi ok. Kết thúc buổi đi câu các bạn. Đây các bác ơi, nhiều lắm, mới câu được khoảng độ 30 phút, cá to tướng này, trong túi này còn bao nhiêu này coi, cái này là 3-4 cân rồi, thôi em xin phép được là dừng video đây các bác, câu nhiều quá thì cũng không giải quyết được hết các bạn, nên thôi câu bằng này đã các bác nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.